thì những video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp bí mật và những thao tác cơ bản để vận hành cái máy này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành in test để cho các bạn xem được tốc độ in cũng như cái độ sắc nét của máy và những thông số cơ bản của máy này. Đây là máy in mã vạch Rin 408B+ thuộc dòng in Đài Loan của thương hiệu Rin đến từ Nhật Bản. Đây là dòng cải tiến của dòng 408BL+ và 408BE+. Một số điểm nổi bật của máy là độ phân giải của máy lên đến 213 dpi, tốc điện khá cao, 6 giây, tầm 152 mm/s. Nó có thể hỗ trợ, bên cạnh đó thì nó hỗ trợ cho các bạn ba cái sự lựa chọn, ba option về cái kết nối, đó là serial, LAN, USB. Tiếp theo là cùng giấy có thể đặt lên đến 50 m, mật thì 300 m. Và bên cạnh đó thì nó có thêm giao cách có thể lắp ở đây và có thể bổ sung thêm cái nhu cầu của các bạn. Và đối với những dòng máy desktop trên thị trường thì máy này được đánh giá là khá cao về sự bền bỉ cũng như là về tính thương hiệu. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành in thử cho các bạn xem về tốc độ in cũng như là độ sắc nét của máy. Thế mình sẽ xem được cái tốc độ in của mình đây. Mặc dù máy đi bàn nhưng mà nó in cũng khá là sắc nét, như là chất lượng đẹp. Máy này cũng được đánh giá là cái máy bền bỉ nhất trong những dòng máy in đẩy bàn trên thị trường hiện nay.